Người có phúc tướng hay không, nhìn vào 5 điểm này là biết, không cần đi xem bói. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thông qua nhân tướng học, chúng ta có thể đoán biết được vận mệnh của một người. Trong đó, việc đoán định được người nào có tướng phúc hậu, phúc báo lớn, cuộc đời thanh thản, bình an, hạnh phúc. Phúc báo có được là nhờ tâm lành, làm được nhiều thiện, tu thân, tích đức. Song điều này chỉ có bản thân người đó mới có thể biết được. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu xem người trước mặt mình có phúc báo hay không, người nào có phúc báo thì có thể nhìn vào khí chất của họ. Người có khí chất thì thường có phúc khí, luận ra nét tướng của người hưởng nhiều phước lành cũng chính là từ phúc khí. Người nào khi sở hữu những nét tướng mạo sau đây thì người đó sẽ có nhiều phúc báo. Vậy đó là những nét tướng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, lòng bàn chân hồng hào, đầy đặn. Những ai sở hữu lòng bàn chân đầy đặn, phần thịt lòng bàn chân hồng hào thì chính là người có phúc khí. Đây được gọi là bàn chân hồ xoài bởi hình dáng giống hồ xoài mập mạp. Người này làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, được nhiều người giúp đỡ, tương trợ, vận khí cũng tốt hơn người. Quý nhân dẫn dắt nên người có tướng phúc hậu này giảm bớt được những khó khăn có thể gặp phải trên đường đời, cuộc sống đủ đầy, chẳng lo cực khổ. Ấn đường khoáng đạt. Ấn đường chính là khu vực giữa hai lông mày, ấn đường khoáng đạt chính là rộng thoáng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý rằng ấn đường không nên rộng quá mà nằm trong khoảng rộng vừa đủ để hai ngón tay. Đây là dấu hiệu khá đơn giản để nhận biết người nào có phúc báo. Người này có lòng khoan dung độ lượng, cũng sống rất phóng khoáng, chẳng mấy khi tính toán chi li. Họ có khả năng nhẫn nhịn chịu đựng tốt, sẵn sàng cắn răng vượt qua nghịch cảnh mà không một lời oán thán. Đường nhân duyên của người có ấn đường khoáng đạt cũng rất tốt bởi họ là người thân thiện và cởi mở, sẵn lòng bỏ qua sai lầm của người khác, cũng vui vẻ giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào có thể. Phúc báo cũng chính từ đó mà ra, người ở hiền ắt gặp chuyện lành. Cho dù có trải qua khó khăn nhưng họ vẫn thuận lợi vượt qua, được quý nhân phù trợ. Cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ. Xem tướng mũi thì lỗ mũi rộng không phải là nét tướng tốt, bởi người đó là tướng mạo của người không giữ được tiền bạc trong tay. Trong lời người xưa, người có lỗ mũi rộng thường không phòng hộ, sẽ mất tiền, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, xét kỹ về nhân tướng thì nếu bạn có cánh mũi lớn nhưng lỗ mũi lại nhỏ thì chắc hẳn sẽ được hưởng nhiều điều may mắn. Cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ thường gặp ở những người sống độ lượng, phóng khoáng, không so kè thiệt hơn. Vì những người thân thiết hay bạn bè của mình, họ sẵn sàng chịu thiệt về mình. Bù lại thì họ cũng được mọi người vô cùng yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần. Sời lời trời cho, có thể xả bỏ thì có thể đắc được. Thế nên tiền bạc họ bỏ ra rồi sẽ quay lại còn nhiều hơn gấp bội phần. Tai hồng hào, dài tai to rủ. Theo nhân tướng học chỉ ra rằng tai có màu hồng nhuận là tướng người phát về đường công danh, còn người có đôi tai màu ửng hồng pha lẫn màu trắng ngà hay viền tai cong tròn là người có cuộc sống an nhàn, phúc báo cả đời hưởng không hết. Nếu dài tai to và rủ xuống vai là tướng người đại phú, đại quý. Nếu hướng về phía miệng thì càng có nhiều may mắn. Khóe miệng hướng lên trên hay mỉm cười. Khóe miệng hướng lên trên tạo cho chủ nhân nét mặt nhẹ nhàng dễ chịu, lúc nào cũng như đang cười, là tướng người phúc hậu. Theo nhân tướng học, người này có tính tình hiền hòa, sống ngay thẳng chân thật, có nét ngây thơ như trẻ nhỏ, chẳng chút mưu mô, tính toán. Cũng chính vì điều này mà họ sẽ bị người khác lợi dụng. Song kể cả khi rơi vào trường hợp đó thì họ cũng chẳng oán trách quá nhiều mà vẫn luôn giữ trái tim trong sáng, sẵn sàng thông cảm cho khó khăn của người khác. Người tốt bụng như vậy thường có vận khí tốt, chẳng cần phải tranh đấu quá nhiều mà sẽ có được những thứ thuộc về mình, chẳng phải chịu thiệt thòi quá nhiều,
có gặp họa cũng sẽ hóa giải được, chuyện dữ lại hóa lành. Lông mày dài đậm. Theo nhân tướng học cho hay, những người sở hữu tướng lông mày dài đậm là người có tâm địa rất tốt, rất nhiệt tình và nghĩa hiệp. Họ không chịu được việc người khác gặp nạn mà mình lại khoanh tay đứng nhìn. Thế nên, có đôi khi dù bản thân chịu thiệt thòi thì người có tướng mạo này cũng vẫn sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ mọi người. Đã nhận lời là sẽ giúp đến cùng. Phúc báo cũng đến từ chính tấm lòng làm ơn mà chẳng hề mong chờ báo đáp này. Sống mũi cao thẳng. Những người có sống mũi cao thẳng, trơn nhẵn là người có số mệnh phú quý giàu sang, gặp nhiều may mắn trên đường đời, có địa vị trong xã hội. Sống mũi càng cao, càng dài thì công danh sự nghiệp càng dễ bề thăng tiến. Nhưng lạ ở chỗ là dù thăng tiến nhanh chóng như vậy, nhưng họ hiếm khi bị người khác ganh ghét đố kỵ. Ngược lại, có nhiều anh em bạn bè giúp đỡ mỗi khi có khó khăn. Những người này được nhiều người ủng hộ lại có năng lực, nên họ dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Những may mắn đó khiến cho người có sống mũi cao thẳng là một trong những người được hưởng nhiều phúc báo. Tuy nhiên, cần chú ý một điểm khi xem xét người này có phúc báo, đó là sống mũi không được có nếp gãy, bởi chỉ một nét tướng nhỏ sai lệch như vậy cũng sẽ khiến cho cuộc đời của người đó sẽ sang hướng hoàn toàn khác. Lông mày sai sắc, hơi rủ về đuôi. Đuôi lông mày hơi rủ, liền mạch chạy dài qua mắt là tướng của người có phúc, chỉ là đôi khi bị người khác lừa gạt. Lừa gạt ở đây không phải vì người này không có tài, không có trí, mà đơn giản là vì họ là những người có lòng lương thiện, sống ngay thẳng trung thực, lại dễ tính toán thiệt hơn nên dễ bị lợi dụng. Song những người ở hiền gặp lành, ắt được hưởng phúc lành, họ sẽ được ông trời bù đắp cho những thiệt thòi của mình bằng những điều tốt đẹp hơn. Kẽ ngón tay có lỗ hổng. Khi khép 5 ngón tay lại với nhau, nếu người nào có phúc báo thì giữa kẽ ngón tay sẽ có lỗ hổng. Điều này có thể khiến cho họ đánh mất tiền bạc. Song thường là do họ là người phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn nên hay chịu phần thiệt về mình. Người có nét tướng này sống nghĩa khí, họ có thể vì giúp người mà hại đến thân mình, nhưng họ chẳng bao giờ chần chừ, bởi giúp được người khác là điều khiến cho tâm hồn thanh thản. Người càng cho đi thì càng nhận về được nhiều hơn là vậy. Họ có phúc báo đủ đầy, hậu vận vô cùng tốt đẹp. Người ta hay nói, người ngốc hay hưởng phúc, kỳ thực cái gì cũng có giá của nó. Bạn có tâm lành hay giúp người thì tất được người giúp lại. Khi ta tạo phúc cho người khác thì đến lúc sẽ được người khác tạo phúc cho mình. Đừng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà hãy cứ giúp người bằng thiện tâm vô tư, rồi bạn sẽ được hưởng phúc báo thuộc về mình. Quý vị thân mến, người xưa có câu, vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ dâu, biết người biết mặt khó biết lòng. Quả đúng như vậy, lòng người là thứ khó đoán nhất. Qua một vài lần gặp mặt, khó có thể giúp chúng ta đánh giá được chính xác đối phương là người như thế nào. Tuy nhiên, từ cổ chí kim đã có nhiều lời dạy cho chúng ta về cách nhìn người thực sự hữu ích, đúc kết nhiều năm. Cổ nhân giúp ta kết luận rằng, nhìn vào tướng ta có thể nhận ra phần nào cái tâm của một người. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Người xưa có câu, tâm sinh tướng, tướng mạo của một người cũng có thể phản ánh ra tâm tính của họ. Bộ Thờ xem tướng của Tam Quốc Phiên dù chỉ vỏn vẹn trong 40 chữ, nhưng lại bao hàm được rất nhiều phương diện như tướng mạo, hành động, ngôn ngữ. Những lời đúc kết này không những hữu dụng trong nhiều khía cạnh mà còn trùng khớp với các lý thuyết của tâm lý học hiện đại. Thuật xem tướng của Tam Quốc Phiên được tóm trong 8 câu và 40 chữ được người đời tôn vinh là đỉnh cao trí tuệ. Đó là tà chính khán nhãn tị, chân giả khán chỉ thần, có nghĩa là công danh khán khí vũ, sự nghiệp khán tinh thần, thọ yểu khán chỉ trảo, phòng ba khán cước cân, như yểu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn chung, có nghĩa là chính tà xem mắt mũi, thật giả xem môi, công danh xem khí khái, phú quý xem tinh thần, chủ kiến xem tay, phòng ba xem bàn chân, muốn xem quy củ, nhìn vào lời ăn tiếng nói. Muốn biết lòng dạ đối phương chính hay tà, hãy nhìn vào mắt và mũi của họ. Tam Quốc Phiên cho rằng có thể đoán định đôi điều về tâm chính hay tà của một người thông qua hình dạng mắt và dáng mũi của người đó. Nếu mắt lệch mũi vẹo thì người này chắc chắn không phải người đứng đắn, tử tế. Trong sách xem tướng cổ đại cũng có nói, thân hình 7 thước không bằng cái đầu 1 thước, cái đầu 1 thước không bằng con mắt 1 tấc. Con mắt chính là cửa sổ tâm hồn,
phẩm chất của một người ra sao có thể phán đoán phần nào qua ánh mắt của người đó. Kiểu người có thói quen liếc mắt nhìn người khác hay ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào đối phương trong khi giao tiếp thường là người thiếu chân thành. Muốn biết người thật lòng hay giả dối, hãy để ý đến miệng và môi của họ. Qua sự biến hóa nhỏ bé của khuôn miệng, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ra một người có thành thực, đôn hậu hay không. Bởi miệng là bộ phận tiếp nạp vật chất chủ yếu của con người. Những người có đôi môi đầy đặn đa phần có phẩm chất đạo đức cao thượng, trung thực, đáng tin. Ngược lại, thường là người lắm điều hay kiếm chuyện thị phi, kiểu người này không nên kết thâm giao. Tương tự như thế, người có đôi môi dày chủ yếu đều có tính tình rộng rãi, là người hướng ngoại nhiệt tình. Người môi mỏng thì đa phần đều giỏi ăn nói hay hư tình giả ý. Công danh thành bại thế nào thì phải nhìn vào khí chất của họ. Tam Quốc Phiên cho rằng muốn biết một người có thể công thành, danh toại hay không, chủ yếu phải xem người này có khí chất hay không. Nói đơn giản thì người có khí chất chính là người mà khi một nhóm người không quen biết nhau tụ tập lại, người này luôn có thể nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bởi một người có khí chất, bản lĩnh rất dễ khiến người ta cảm phục. Người như vậy ắt sẽ được mọi người ủng hộ, công thành danh toại là lẽ thường tình. Người có phú quý hay không, hãy nhìn vào trạng thái tinh thần của họ. Trong cuộc sống, có kiểu người lúc nào cũng ủ rũ tinh thần, mặt mày cau có. Những người như vậy thường được cho là người có tướng nghèo khổ. Người có tướng nghèo khổ rất khó đại phúc, đại quý. Ngược lại, người phú quý giàu sang thường có tinh thần phấn chấn, tâm tính khoan hòa, dáng vẻ đầy đặn. Ngoài ra, phú quý cát tường không chỉ nằm ở tinh thần phấn chấn mà còn quyết định bởi tính cần cù, chịu khó, có chí tiến thủ. Một người có chí tiến thủ, chăm chỉ chịu khó thì ắt có tinh thần sung mãn. Bởi vậy mà càng có khả năng làm nên nghiệp lớn, phú quý cát tường. Người có chủ kiến hay không, hãy quan sát lòng bàn tay của họ. Tam Quốc Phiên nói rằng, người có đường chỉ tay ở lòng bàn tay rõ ràng, đơn giản thì tâm thường kiên định. Ngược lại, người có đường chỉ tay mờ nhạt, hỗn loạn thì tâm cũng thường bất ổn hay lo âu, thấp thỏm. Cái gọi là tâm kiên định nghĩa là trong lòng luôn có chủ kiến, gặp chuyện nguy nan cũng không hoảng loạn, tư duy rành mạch rõ ràng. Có thể thấy rằng, một người có chủ kiến hay không thể hiện trên lòng bàn tay. Người có ngón tay thon dài, bàn tay dày dặn thường có ý chí kiên định, tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận, vì thế kiểu người này có thể làm nên nghiệp lớn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.